Ngày xưa thì lúc mà ôn thi tiếng Anh thì do mình học lệch khối, và đến gần cuối, gần thi rồi thì mình mới bắt đầu tập trung vào môn tiếng Anh nhiều hơn. Thì lúc trước thi thì chỉ tầm 6 điểm là cao nhất rồi, và đến lúc thi thi xong môn tiếng Anh thì được 7.8 tiếng Anh, đã giúp cho mình được vào trường đại học Ngoại thương. Thì mình rất là cảm ơn bộ sách đã giúp cho mình có cơ hội được trao vào môi trường của mình nhất. Trong tất cả cái bộ sách mình học thì mình học nhiều nhất của sách của Lê Phương là 2 cuốn này là bài trắc nghiệm môn tiếng Anh và 4 năm học bài tiếng của tiếng Anh. Thì 2 cuốn này là 2 cuốn mình cày nhiều nhất để tăng cái từ vựng của mình lên, tại vì mình rất là kém cái phần này. Và trong cái bài thi thì chủ yếu là câu trắc nghiệm, thì mình đã đầu tư để mua 2 cuốn sách này cày trong một thời gian rất là gấp rút để làm. Thì đây là 2 cuốn sách của mình, thì mình nghĩ rất là tâm đắc, tại vì là không biết là các bộ sách mình chọn gần đây thì cái nguồn từ và cái cách trình bày từ hướng dẫn giải chi tiết các thứ thì tôi có Mai Phương là hầu như tất cả các cuốn sách đều giải rất là cụ thể chi tiết, và gần như là mình không cần tìm vào người khác nữa. Khi mà làm bài thì mình rất là yên tâm và giúp cho mình thấy tự tin hơn trong khi làm bài thi, làm những cái đề thi thực tế của nó, rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm tiếng Anh. Thì trong này có 46 đề với hơn 1.000 câu trắc nghiệm, thì hệ thống những cấu trúc khác từ dễ đến khó đề nào cũng nằm trong cái cấu trúc đề thi của trung học phổ thông quốc gia. Và ở phần giải thì giải rất là chi tiết, có những cái từ mới hay là cụm từ mới thì cô ghi nghĩa ra rất là rõ, giúp cho mình có thể hiểu hơn sau khi mà biết cho, giúp cho mình có thể hiểu hơn những cái câu mà mình làm sai và biết cho mình có thể sửa lại được một cách tốt hơn. Về cuốn sách thứ hai mà mình tâm đắc nhất thì là cuốn trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh. Thì trong này có rất là nhiều phần với ví dụ như là phần cụm động từ, cụm từ, rồi là các thành ngữ rất là nhiều. Trong đấy thì rất là nhiều câu trắc nghiệm mà kiểu giúp cho mình nâng cao được khả năng từ vựng của mình này, giúp cho mình nhớ hơn cho cái phương pháp dạy, vì về cách làm bài, về giải chi tiết các thứ, rất là mình có thể học rất là nhiều về cuốn sách này. Ngoài 2 cuốn mà mình đọc nhiều nhất thì mình còn tìm hiểu và đọc thêm nhiều cuốn sách như là cuốn làm bài đặc hiệu một tiếng Anh, rồi cuốn này sẽ giúp cho các bạn nắm chọn các trình tự đặc hiệu này, rồi là giám sát đề thi và tặng kèm nhiều ưu tiên minh họa. Thì có rất là nhiều ví dụ trong này, và những cái bài đọc mà cô lấy từ các nguồn rất là uy tín. Thì mình nghĩ cuốn này sẽ giúp các bạn cái phần reading có thể là cải thiện hơn, rất là tốt. Ngoài ra thì còn có cuốn rèn kỹ năng làm bài từ ngữ sai, rồi là giải đề thi, hay là cuốn 99 câu hỏi trắc nghiệm. Thì tất cả cuốn này đều nằm trong cái bộ cấu trúc thi của một quốc gia ở trong các đề thi. Thì lúc nào cũng có những cái phần này thì cô biên soạn rất là kỹ. Cuốn thì có rất là nhiều ví dụ và nhiều câu, thậm chí có cả cái lời giải rất là chi tiết để cho mình học tốt hơn và hiệu quả hơn. Đây là bộ sách của chúng cô Mai Phương, nếu là các bạn đang ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh có thể ôn luyện. Và nếu các bạn quyết tâm cài hết cái bộ sách này thì mình nghĩ các bạn có thể nâng được tầm 3 đến 4 điểm so với khả năng thực sự của mình. Các bạn có thể đọc vào trường đại học của mình nữa.